quý vị và các bạn đã biết thì khi nhắc đến thôn 7 xã Gia Tơi, người ta sẽ nghĩ ngay đến các hoạt động đánh bắt cá như là cá cơm và các cái loài cá đặc thù khác. Nhưng mà ngày hôm nay Trung Loan rất là muốn quý vị và các bạn chúng ta đến với làng chài với mục đích là khám phá các cái ẩm thực mang đậm cái hương vị của sông nước ở nơi đây nhé. Xin mời quý vị. Mình bắt đầu như thế nào anh? Thì mình có cái pha ăn hầm này kia, tí là có để mấy cái ống ở dưới đây. Và nó có vô đây thì mình khỏi mất công lặn xuống. À. Nếu mà nó không vô đây là mình mất lặn xuống mình bắt. À. Ừ, có không anh? Có. Bây giờ là mình sẽ làm món gì đây anh? À, cái trình này thì mình làm lẩu. Làm lẩu ạ? Dạ. Còn cá lăng thì mình nướng. Trung bình thì mình sẽ nướng bao nhiêu lâu thì một miếng thịt cá nó mới chín anh? Tầm 10 phút là nó chín một bên, rồi mình trở lại là 10 phút sau là lấy ra lại vừa. À, có nghĩa là mình cứ phải nướng tầm 20 phút thì cá mới chín. Nó mới ngon chứ nướng mà nó, nếu mà 10 phút mà nó chín hết hai bên thì nó không ngon. À. Nó sẽ chín dội á. À. Nghĩa là mình cứ phải nướng từng mặt một và cho nó chín dần. Nướng làm sao cho nó vừa lửa, nó là ăn nó dai, sực mà nó thơm. Nó sẽ gõ được miếng thịt, nó săn chắc miếng thịt lại. Mình sẽ làm lẩu chua, rồi nhúng mẻ, rồi sẽ dưa cải. Nó làm cũng nhiều món lắm. Còn đối với ăn cơm thì mình làm nhiều món hơn, kho, nghệ rồi đấy. À, nếu mà ví dụ như mà chúng ta nấu các cái món lẩu hay là nhúng mẻ thì mình có một cái gia vị hay là một cái cách nấu nào, công thức nào đặc biệt của người miền Tây mà mình áp dụng vào đây không anh? Mình có những cái gia vị mắm cá linh là phải lấy miền Tây lên. Chứ ở đây là không có cá linh ăn là mắm. Cái mắm khác là cái mùi nó không thơm. Mình nấu mắm ăn là nó cái vị nó không thơm. Cái vị nó khác đi, nó không thơm như cá linh. Cá linh là cái mùi mắm nó thơm nhất trong các loại mắm. Là mình tẩm bột gì vậy chị ha? Bột chiên giòn. Bột chiên giòn. Nó cũng thích cái em, thích nhiều hơn. Nhưng mà cái khô nó cứng lắm, ăn không có ngon. Nó không có mềm, có cá, miếng cá. Nó cứng. Cá tươi thì làm mình. Riêng đối với cá cơm thì mình đã chế biến được hai món là bánh tráng cá cơm chiên và cái đây gọi là món gì cha? Cá cơm tươi tẩm bột chiên. Cá cơm tẩm bột chiên. Dạ. Đó chỉ là món cá cơm rang lá chút nữa. Dạ. Cá cơm rang gì chị ha? Rang lá chút. Rang lá chút ạ? Lá chút em nghe lạ chị ha? Lá chút ở miền Tây mới có chứ ở đây không có. Mình phải lấy từ miền Tây về hay là mình có trồng ở đây luôn rồi chị? Lấy giống miền Tây lên cho đây trồng xòe hai cây đó. Mấy cây xòe đó có mấy cây xòe. Lá chút có cái vị nó hơi giống lá gì ở Tây Nguyên này không chị? Nó có mùi nó khác lá chanh đây, lá chút này. Lá chút này. Em mở ra mùi nó khác với mùi lá chanh. À đúng rồi. Nó cũng hơi. Chắc là họ hàng anh em gần gũi gì với lá chanh phải không chị? Nó cũng gần gũi. Mà lại cái mùi lại nó khác hơn. Nó không nồng như lá chanh phải không chị? Lá chanh này nó nồng. Lá chút này nó mùi nó thơm, nó dịu hơn. Dạ. Mình rang cùng với cá cơm hả chị? Nếu mà chúng ta không có lá chút này, chúng ta thay bằng lá chanh được không chị? Lá chanh cũng được. Nhưng mà miền Tây giờ sẵn miền Tây có lá chút, mình chuyển nên mình trồng, mình để dành làm cho khách luôn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi được thưởng thức những cái món ăn do chị Diễm Nhung trổ tài nấu nướng thì Châu Loan cảm thấy là những cái món ăn này rất là ngon và đúng là mang một cái hương vị rất là đặc biệt của miền Tây sông nước, hòa cùng với những cái hương vị thơm ngon của núi rừng Tây Nguyên. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Diễm Nhung đã dành thời gian nấu những món ăn ngon như thế này. Một lần nữa thì xin chúc chị cũng như là bà con của làng chài season 4 sẽ ngày càng phát triển hơn, những cái món ẩm thực của mình sẽ được ngày càng vươn xa hơn, được nhiều người biết đến và bà con của mình sẽ có đời sống ngày càng phát triển hơn.